lại. Ủa, xe này xe gì? Xe gì bác? Xe container. Xe đậu xe. Rồi, hôm nay chúng ta chơi gì vậy? Xe ổ rác đi đi hái sung hả? Rồi đi, bây giờ đi hái sung nè. Rồi con cầm xe đi, mình đi hái sung. Rồi chua luôn. Có con gà kìa. Gà bán sung đây. Ê, con lại đây, bỏ sung đây. Đây. Đứng đây nè. Con đi đường thôi. Rồi, con đứng đây nghe, ba hái sung nghe. Hái sung đi kì kìa ba. Rồi. Wow, quá trời sung luôn. Đây xe đâu? Xe bên này. Rồi. Đây chùm đi chín rồi. Wow, rớt đây nè, rớt đây nè. Wow, bên đây nữa nè, bên đây có quá trời trái luôn nè, cho nên. Oh, bên đây nữa nè. Không. Ba ba, máy gì? Máy cứ đây. Xe đâu, xe đâu? Ôi nó rụng hết rồi Ken ơi, nó chín nó rụng hết rồi. Con đưa xe lên. Đầy chưa, đầy chưa? Thầy sẽ hái thêm hai chùm nữa nghe. Đây, một chùm bự chà bá luôn. Chùm rất là to. Nhiều rồi, vô hả? Rồi, con cầm vô đi, ba quay mà. Rồi, đây. Rồi, đi hái nữa không? Không hái nữa đâu. Không hái nữa đâu hả? Rồi giờ làm gì? Múc cát. Rồi giờ múc cát nha. Giờ mình đem sung mình bỏ vô xe container đi đem đi xuất khẩu nước ngoài ha. Rồi xe container đâu? Rồi con mở nắp ra. Con mở nắp container ra. Rồi bỏ sung vô. Wow.
sung chín rồi em bỏ vô. Ba nhỏ luôn mà gì? Ta cầm có con đi. Rồi con cầm đó. Rồi con đổ vô. Rớt ra ngoài. Rồi lụm vô. Đây. Đây dụng đi. Anh sẽ chặt thêm một chút. Chặt một chút. Rồi nó không muốn nữa. Mất cửa à. Con cầm bỏ luôn. Rồi xong chưa? Rồi xong rồi. Rồi đem xe đi. Đem xe đi. Xe lại cho con này.